cầu thủ Việt Nam chấn thương vì bắt chước ăn mừng kiểu Ronaldo. Một cầu thủ trẻ Việt Nam trong đội hình U17 Việt Theo đã bị chấn thương sau khi cố gắng bắt chước màn ăn mừng của ngôi sao Ronaldo. Ở phút thứ 5, U17 Việt Theo được hưởng phạt đền sau một tình huống phạm lỗi của cầu thủ U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong vòng cấm. Trên chấm 11m, đội trưởng Nguyễn Công Phương dễ dàng ghi bàn đem về lợi thế sớm cho U17 Việt Theo. Phút 42, từ một pha đá phạt cố định ngoài vòng cấm, Công Phương tạt bóng chuẩn xác cho Đặng Thanh Bình đánh đầu tung lưới U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hàng thủ U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục chơi thiếu tập trung và để Việt Theo có thêm hai bàn thắng liên tiếp. Ở phút 58 và 61, hai cầu thủ lập công cho đội bóng áo lính là Hoàng Khanh và Hồng Kiên. Niềm vui của Hoàng Khanh khi nâng tỷ số lên 3-0. Hồng Kiên nâng tỷ số lên 4-0 cho U17 Việt Theo. Sau tình huống này, Hồng Kiên ăn mừng kiểu Ronaldo, nhưng do tiếp đất không chuẩn, Hồng Kiên đã bị chấn thương và buộc phải rời sân. Trận đấu khép lại với chiến thắng 4-2 dành cho U17 Việt Theo. Đây là lần thứ hai mà đội bóng áo lính lên ngôi ở sân chơi dành cho các cầu thủ U17. U17 Việt Theo lên ngôi vô địch giải U17 quốc gia 2023.